Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Hùng nha. Hôm nay thì tha hồ motor độc một từ thôi của Gia Ban nhá, một từ thôi của Gia Ban, nhưng mà được cái hàng gần như đang còn mới lắm các bạn này, mới đét luôn, chạy nhá, không nghe thấy tiếng luôn, không hề nghe thấy tiếng. Đây, Gia Ban này. Loại này là 24V. Không nghe thấy tiếng nhé. Tất cả đây là 24V hết. Đây, hôm nay có mấy cục biến áp nhé. Cắt rồi chưa cắt? Có. Rồi cái loại thanh đồng này. Đồng này mình làm kim hàn. Mình để chế cho kim hàn vào. Và đây, lâu lắm rồi, nay lại có cái thanh trượt mà dày dày giống trước đây. Trước có mấy cặp anh em hỏi mãi, nay lại có rồi đây. Hôm nay có mỗi 3 cặp rưỡi thôi, tức là có 7 cãi thôi. Đây, 150k một cặp này. Rồi mình đi luôn một vòng nhá các bạn nhá. Đây, quạt 24V. Margin Japan luôn nhá. Cái này là cái máy của Nhật luôn đấy. Ba con quạt thổi nha, chạy tuyệt vời luôn. Được cái dàn máy này mình lấy đang còn mới lắm các bạn ạ, đang còn mới lắm. Rồi số 1 200 nhá, ba con quạt nhá, điện 24V nhá mọi người nhá, xem cho kỹ nhá, điện 24V nhá. Đấy, hôm nay hàng đang chưa mới, hàng đang mới, mình về mình không cần lau rửa gì hết. Rồi giờ đến số 2. Số 2 đâu rồi? Số 2 đây. Số 2 là gồm 3 con motor to chả bã như thế này. Chả bã lửa. Cũng điện 24V. Cái này trên mạng người ta dạy câu rất đơn giản rồi, hắn có cái bảng chỉ dẫn điện ở đây luôn này các bạn này. Đấy, lên bảng, lên mạng hắn dạy rất chi là kỹ. Đấy, và con này nữa, kể mình mà rảnh thì mình cũng câu luôn cho mọi người đó. Ba con, hai con to chà bá với một con nhỏ, toàn bộ là của Nhật hết mọi người nhá. Đây này, đang còn nguyên bánh răng bánh riếc cho mọi người về chế nhá. Số 2 nhá, nặng phết mọi người ạ. Số 2 200k, thật sự quá rẻ luôn. Để mà nói có một cái con motor mà nó bền đẹp mà chắc chắn đến như thế này, thật sự tính ra 200 thì tính ra là 70.000. rồi số 2 200 thùng luôn cho nó gọn, để nhầm cái hàng motor này dễ nhầm lắm. Số 2 chốt 200. Và số 3 đây mọi người ơi, 100. Bốn con motor như thế này. Đó, bốn con thế này mọi người về tha hồ mà chế cháo nha. Tặng cho con này là 5 con. Số 3 100k mọi người nhá, cũng 24V nhá, cũng chả kém cạnh gì cái loại kia đâu, cũng không chổi than hết mọi người nhá. Đây này, cái này nó có cái bảng mạch điện ở đây này, nó dậy hẳn luôn này. Đấy, 2V 24V này. Đấy đấy đấy, nói chung là cái này mọi người cứ phải chịu khó lên trên mạng lần la một tí thì mình câu thì mới được. Số 3 100k mọi người nhá. Nóng hộp luôn. Đấy, số 4 cũng 5 con motor. Đấy, 5 con. Dày như nhau luôn. Đó, ai chuyên với cái loại này thì nên lấy. Rồi. Số 4 nhá mọi người nhá. 5 con 100 luôn nhá. Số 4. Không biết tầm này mọi người đang ngủ hết chưa. Ui giời.
4. Số 5. Số 5 rồi. Số 5 đây. Số 5 là 3 con. 24V. Mấy con này thì dễ chế cháo hơn. Con này đang nguyên phụ kiện luôn. Đấy. Một con 12V. Rồi, ok. Số 5. Cho thêm thôi, số 5 100 thôi. Nhanh đi. Số 5 100 nhá. Nhanh hết. Số 6. Số 6 là một con quạt dài. Đấy, mình còn chưa rửa dãy nữa cơ. Motor quạt 150k. Số 6. Là số 7, một con siêu quạt. Mọi người thấy xinh không? Con này là đi sớm này, con này là rất nhiều người hỏi luôn đây này. Rồi. Số 7 80k các bạn nhá. 80k, số 6 là 150 nhá. Motor quạt luôn. Giờ đến số 8, số 8 đây. 120k. Chuyển khoản thì bao ship. Đục có, chưa đục có. Và 60.000 một cặp. 60.000 một cặp. Số 820k các bạn nhá. Số 9. Số 9 đây, hai con motor. 200. À, bây giờ các bạn mua một cái con motor mà 550 thôi. Bây giờ cũng 570 rồi. Con này có 100 bạc. Thật sự nó quá rẻ luôn. Để mình thử test tí cho các bạn xem nhá. Nhưng mà cái này là nó chạy nó không nghe thấy tiếng. Giờ sao được nhỉ? À, nhưng mà cái máy quay mình nay nét rồi nên là nhìn thấy nó chạy đấy. Cái này mình bao sống hết nhá mọi người nhá. Hàng nó còn mới đấy. Đấy. Nó chạy cực kỳ lực luôn nhưng mà thật sự là không thể dừng được mọi người ạ, mà mòn luôn cái bút. Con quá khỏe. Tôi chết rồi, hư luôn cái nắp bút rồi. Rồi, số 9 200k. Hai con motor mọi người nhá, điện 24V. Và đây, số 10, một con to hơn con này. Đấy, một con to hơn. Và một con nhỏ mà lại dài. Ok. Cũng 200k. Số 10. Con này mình hy sinh, mình cắt cái dây rồi. Để mình test. Con này chạy êm lắm mọi người ạ. Nếu mà không có cái này á, chả nghe tiếng gì luôn. Dòng này em chạy sướng lắm. Rồi số 10. Số 10 200k các bạn nha. Mọi người ơi. Mọi người số 10 cũng 200 nha. Giờ đến số 11. Số 11 đó rồi. Đây, số 11 đây. Một con. Nhưng mà đây là con dao cắt đây này. Con rất nguy hiểm lắm mọi người. Đấy, đang còn nguyên bộ đây luôn này. Mọi người về chế cháo cái gì nó cũng dễ hơn. Con này cũng đang nguyên luôn này. Con này. Và con này. Bốn con mọi người nhá. 24V và đây 12V. Còn đây toàn bộ 24V. Đấy, 24V.
Ok. Con 11-200 các bạn nhá. Nguyên vị trí luôn. 11-200, 12 là 150k cho hai thanh trượt. Một cặp trượt mọi người nhá. Rồi, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, kéo ra là 1 mét. Đường kính của nó là 60. Khi 60 là chưa kéo, còn kéo ra là 1 mét nha mọi người nhá. Rồi, ok, 150k một cặp. Rồi. Đó là số mười mấy rồi, 12 rồi đúng không? 13 là máy mài nhá mọi người nhá. 13 là máy mài. Tự tay mình chế nhá. Lật cái này ra đi. Rồi, mình cắm phát cho nó chạy nào. À, nó bị dính keo này. Keo lúc nãy mình dán nó khô. Bướm gì nhỉ? À, con ốc này. Đợi tí mọi người ơi, mình lấy con ốc ra đã nhá. Rồi, ok. Rất nhanh. Rồi, 150k cực khỏe luôn mọi người ạ. Nằm trên đây mới kêu đó. Rồi, số 13 150k nhá, máy mài. Còn mình bán 100k là cái cục sạc giống như thế này luôn. Đấy, nhưng mà mình chế là một kẹp xanh, một kẹp đỏ là bên cộng, kẹp xanh là bên trừ. Mọi người nếu mà lấy hàng về mà thấy như thế thì cứ kẹp mà sạc nhá. Mình toàn sạc bình 50A của mình thôi. Mình chả biết là như thế nào, bình cái loại bình bình xe máy là vô tư. Thoải con bà mái luôn. Số 14 là một con nhôm. Mọi người đã thấy con nhôm nào mà như thế này chưa? Đấy, em nó nặng hơn 4 cân. Cũng tháo máy ra cả đấy. Đang còn dính cái gì này. Rồi, 250k. Thấy cái nhôm mà. Cũng nhôm đúng ngoài khác. Hình như là cái này hình như là rút ra được hay sao. Hình như là rút ra được. Mình thấy nó. Nó khía khía khía. Không biết rút ra được. Rồi, số 14. 250k. Rồi đến số 15. À, máy hen mình bán là 150k mọi người nhá, 150k nhá. Thân máy nhá, về tự đóng pin lấy nhá mọi người nhá, 150k. Máy mài hen. Và đây 15. Một con sai sinh tố và một con máy đánh trứng. Quá thế trời. Trong đây cái motor của nó rất hay mọi người ạ. Kể cả là mình có không dùng cái công việc đánh trứng thì mình tháo ra mình lấy cái motor đó mình chế cháo vẫn hay. Tắt mở đây nha. Rồi, con 15. Mình xóa cái chữ đi ạ. 15. 150k. 15 150k một cặp đi mọi người nhá. Một cặp đi nhá. Còn ai mua máy sinh tố giống loại gì này để về chế máy mài á. Đấy thì cứ 100.000 con, 100.000 con. Mình có rất nhiều màu. Ok, 15 150k hai món nhá mọi người nhá. Giờ đến 16. 16 là hai cái cân. Hai cái cân của nhân hòa cả luôn nhá. 16 là 160k hai cái nhá mọi người nhá. Cái này có cái kính lồi luôn này. Rồi, ok. 16.
160k. 17 mọi người nhá. 17 là cái bình ga mini này. Mình có cái bình ga lớn. Đấy, bình ga lớn là mình bán 200, còn bình nhỏ này là mình bán 100 này. Có màu này với màu hồng mọi người nhá. 17 này. 100k này. Ok, 17 100k nhá mọi người nhá. Hết thôi. Rồi, 18. 18 là motor máy giặt mọi người nhá. Hôm qua bán được 4 5 con luôn một lúc, 5 con luôn một lúc. Đây con này đang mới tinh luôn. Hôm nay mình lấy được 3 con đang mới luôn. Mới hay cũ là do nó nằm ở trong cái lốc của cái máy giặt ấy mọi người. Không bị dính nước thì nó mới. Nhiều con nó may mà nó bị hấp hơi hoặc để lâu quá đó là nó dỉ đen đi. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì. Các bạn cứ vào xem cái người ta làm cái con motor này thì mới biết là quá chỉ là công phu để làm ra một cái con motor như thế này. Thật sự luôn. Nhìn nó làm mà nhìn phát thèm, nhìn sướng lắm. Cũng là công nghệ nước ngoài nó làm. Cũng là đam mê chế cháo mà nhìn thấy những cái đồ như thế thì đúng muốn bê cả về nhà luôn. Số 18 nhà mọi người nhỉ. Đúng không nhỉ? 6, 17, 18 đúng rồi. 18, 250k. 250k là sao nhỉ? Là được tặng một cái miếng mút để làm. Hôm nay mình lại bán hết mất cái đó rồi. Mai mình mua. Mai mình mua tặng kèm cho mọi người. Một cái miếng mút để mọi người chế máy mài đó, rồi dính cái miếng nhám lên. Ok, là 250k. Đấy. Cái này đang còn thiếu cục nguồn nữa. Mình đang còn phải cho cục nguồn vô nữa thì mới chạy được mọi người nhá. Nhưng mà bao mọi người là về nhà là mọi người cứ cắm là chạy thôi nhá. Không phải đấu bất cứ một cái gì hết. Cứ về nhà cắm điện vào là chạy. Nhưng mà nối dây dài thêm một tí nữa. Đấy, có thế thôi. Còn cứ cắm điện vô là chạy, cắm điện vô là chạy. Rồi, quạt 12V. Đấy. Quạt 12V. Ai mà về khéo tay đóng pin đấy. Rồi, 180k, số 19 nha mọi người nha. Ai mà khéo tay về đóng pin đấy. Dùng là sướng nhất. 19 này. 180k này. Con này lau chùi đang còn mới. Hôm nay mình bận quá nên đâm mình chả lau chùi được cái gì cả. Nhưng mà để gì cho nó đúng chất này. Đúng không mọi người? Cho nó đúng chất luôn. Chán quá mai thay cái ổ. Rồi 19 nha mọi người nha, 180k nha. Rồi ok. Còn một số nữa đây, số 20 đây. Số 20 là một con máy thổi và một con máy mài. Con máy mài này là sao nhỉ? Con máy mài này là hắn thiếu than. Mình chả biết có chạy hay không, nhưng mà thấy công tác công tiếc đang ngon lắm, thiếu than. Đây, ruột nó đây. Thì mọi người lấy về giấy dám á, về bo cái này đi. Rồi. Xong bắt đầu lôi cái đầu này ra. Mình tặng luôn cho cái đầu này. Đấy. Được chưa? Về mọi người tháo cái đầu kia ra. Đó. Mình tặng luôn cái đầu này. Cái đầu này trong đây là nó có chụp sẵn rồi. Đó. Cái này nữa. Là quay thôi. Còn cái motor này á. Motor thì chưa cháy đấy. 100% là chưa cháy đấy. Mình chả biết ra mà chả quay. Mình đấu điện vô rồi. Đấy. Mình bán 2 con 150k. Số 20. Rồi ok, mọi người có tháo ra bán đồng cũng được. Nhưng mà không được, phải sửa mà dùng, đỡ lãng phí. Mình bận quá thôi chứ đợt trước mình cũng toàn như thế này không ý. Đi bãi mà có những cái con như thế này mới là ngon này, kiếm ăn được này, dễ kiếm. Không ai mà dính quả phát là kiếm được mấy trăm ngay. Mấy cái đồ kia sương lắm. Rồi, hôm nay mình có 20 số thôi, đang còn rất nhiều nữa nhưng mà thôi. Mình ra đấy thôi, để cứ 1-2 ngày lại ra tầm 15-20 số, 1-2 ngày ra tầm 15-20 số là đẹp.
Đây này, hôm qua có hai con đồ chơi đi, không biết là sao. Hôm trước mấy cái đồ chơi kia thì ai cũng cũng đòi mà hai cái con đi gửi cho các cháu chơi mà mọi người cũng chả gửi. Thôi, chẳng cần nữa. Có ai có lòng thì gửi cho mấy đứa nhỏ nhỏ chơi. Rồi ok, mình xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày kia nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.